dạ dạ đơn giản vậy thôi hả? Nhẹ nhàng đẹp quá hả? Đây 26 Tết nha, 23 Tết phát hành nha, 23 Tết phát hành kênh YouTube Nhật Cường nha, tao Tết nha. Anh Tuấn anh cũng có những cái nỗi niềm riêng của ảnh ra ngoài giao lưu xã hội hay đi làm,
tiếp khách hàng thì nọ anh cũng áp lực mà. Đấy, anh là chủ cột, cho nên là anh cũng áp lực. Đừng bây giờ đem chuyện là gia đình rồi chủ cột ra mà nói vậy. Anh thấy nó đúng rồi đó. Xin lỗi luôn ạ. À. Ủa, bởi vì cứ cầm tiền về quán cho vợ là được sao? Hả? Nè, bản thân anh nè, ngày xưa nè, vợ anh nè cũng đi làm kiếm tiền về hả, là lo cho anh, mà anh cũng không có gì, anh cũng đi làm anh kiếm tiền về. Không phải yêu tôi. Gì? Em kể chuyện lạ, cổ tích bất thương hả? Hôm bữa em nói anh sao? Hôm nay nói kỳ vậy? Em nói với anh là cái gì? Thằng Tuấn là cái gì vậy? Bày hay cái cây, ở dơ như là con dơ. Ngày cãi lộn nó nữa, cãi lộn nữa rồi. Bình thường thôi. Sao xôi mấy này nói, một năm có 365 ngày, cãi lộn hết 366 ngày. Bà nó quá. Để nó ao phân đồng. Phân có thể bài học nữa đúng không? Đúng rồi. Đó, em nói rồi đó ơi. Cái gì? Anh có. Làm chơi lớn rồi luôn. Anh có. Cái gì? Làm chơi lớn rồi luôn hả? Chơi lớn rồi luôn. Được. Được. Để tôi làm gì đó. Đi chơi cái khác đi. Ừ. Để tôi lo chuyện đó rồi xong hết rồi. Để tôi lo chuyện đó. Để con kiếm cái ao bỏ cho mày ra luôn như vậy. Thật quá đáng nha. Chồng không nhờ là cháu cãi nằm lắm rồi lông ra. Ừ, lông ra. Lông ra. À, Kiên ơi. À, cái giò nước em nó cũ quá rồi. À, nó bị rỉ á. Anh có buộc không này rồi. À, rồi mai lấy cái giò của anh. À, không, lấy cái mua giò cắt thay cho. Khỏi đi. Em biết thằng Tuấn nó có làm cái gì đâu mà kêu nó hoài vậy. Hai chồng vẫn nghe nha, hai chồng vẫn nghe. Em mà không cần. Thôi, anh đưa lên phòng nghỉ đi, để lên thay đồ cho. Nhân gian. Đó, ở dưới nhân gian. À, nhân gian là gì? Nhân gian, nhớ nha. Nhân gian là gì? Đúng cái gì vẫn bực bội khó chịu buồn phiền là cái chuyện mọi chỗ của tao ngồi cái chỗ bếp á hay đứng cái bếp rồi đó xong cái bắt đầu cái ý kiến nữa sao ông về trời báo cáo Ngọc Hoàng được sao? Này nói ừ tình hình này căng quá căng gì căng cái gì ngày 23 Tết rồi chưa cúng kiến gì sao ông về trời báo cáo Ngọc Hoàng được không trong có lắm. Sớm mà đem về báo cáo một lần được trời ơi thì bây giờ mình nó không cúng mình không đi được thì tôi qua hàng xóm tôi quá gian tôi đi ké giờ nó không cúng không có cái chép đi thì tôi qua quá gian cái chép bên hàng xóm tôi đi đỡ à đi đỡ sắp nè em đòi hỏi gì nữa đó đó là vì họ chưa có nếm mùi đó thôi trời ơi ai nói cũng hay hết bước vô cái cảnh đó đi được thấy nha đó, chứ... bước vô cái cảnh đó đi ở trong chăn mấy cái chăn có rợn ở trong ổi mới biết ổi có giòi tôi chán cầm cổ hiểu không hiểu ra ngọt không tôi chán cho là cái gì ngán tôi không có làm nữa giờ là em muốn anh chia sẻ công việc với em tôi muốn anh phải chia sẻ công việc nhà với tôi con cái nhỏ con cái còn nhỏ con còn nhỏ không nói nhưng mà công việc nhà phải chia sẻ với nhau vợ rửa chén thì chồng thờ quét nhà lau nhà còn vợ nấu ăn thì đó cũng chồng lặt rau hoặc là dạy con học mày anh đi làm anh đi về anh biết không để nói quăng anh đi về đó anh quăng ra xong rồi cái đầu câu đầu tiên của khi anh đi về anh hỏi tôi là gì cái remote tivi đâu anh chụp cái remote anh mượn coi anh thấy quá đáng không hả cả ngày không hết không anh thấy giờ vẫn tôi vẫn còn làm không đó là mục đích là đi rước mấy đứa nhỏ này mục đích của nó là lo hết việc nhà rồi lo cho anh ăn sáng nó cơm bây giờ ăn cũng này là sao đây nè đến áo này thôi nè đó nói mày hả trời ơi ông thấy không nè cô nè nè cái ăn ngọn tầm trên tay nè sáng giờ chưa ăn một cái gì luôn đó anh gần Tết rồi nhà cửa rộng rãi như vậy tôi phải lau chùi dọn dẹp ông mới quá đáng đó tao lo ăn ngoài bữa chết hay không ông có chết nếu mình biết điều nếu mình biết chuyện nếu mình biết sống mình về mình thấy vợ mình vậy mình phải sắn tay áo với mình phụ vợ mình một tay rồi em cực lắm hả đây anh phụ cái này anh phụ cái kia ông có phụ được gì với tôi không quên là người hết cái gì tự tại sao là hành hạ bản thân mình vậy có cho nó lẹ lên đầu đi hello hello tôi dắt đi ăn đi ăn có vô lạ ở bình thường có những buổi tối thì chọc chiều
Còn tôi chỉ những đâu chanh thanh gió mát, chị nhớ sao? Chanh thanh gió mát luôn. Gì nữa? Đi ra đâu mà chanh thanh gió mát? Đi uống thuốc cỏ bà bảy nè. Đầu một bằng ngay bờ sông nó mát rồi rồi luôn. Thế đâu? Còn chi khóc gì khi mà chi gọc chị khóc gì gì gục gục đầu lên trên vai của tôi, chị khóc không à? Chị gục đầu trên vai luôn. Nó ướt đẫm cả bờ này. Chắc chắn luôn á. Gục đầu trên vai nghe không? Lên phòng làm gì? Lên phòng của anh cứ chị bình tĩnh rồi tôi lấy khăn cho chị đó bắt là anh về. Chứ đâu có làm gì đâu. Ý anh nói là mình là coi như là những người chia sẻ nhau nước mắt mà đàn ruộng nó được mà đúng không? Ừ, gì đó, cái gì đó. Thôi, anh thấy chi được chi ổn định lắm nha. Từ từ, ngồi đi, từ từ mình ổn định lại. Không có chập mắt chút được không anh à? Chập mắt cái là người nó minh mẫn liền ha. Ngồi đi, anh xuống anh ngồi trên cái tòn, anh coi còn tôi uống chữa cái này không nha. Vô nãy giờ, cái máu mà bếp của mình lên lên, nghe cái buồn khó chịu gì đâu. Đang hay là tình ghê đi nha. Vậy còn cái tình của cô với cái hàng hàng xóm là tình gì? Cái tô phở là tình gì? Hả? Phở hả? Ngán cơm thèm phở hả? Đó là anh giúp đỡ tôi thôi. Tại vì cô không quan tâm. Anh giúp đỡ tôi thôi. Tại vì anh không quan tâm đến tôi. Nè nha, cô đừng có quá đáng nha. Tôi nói một lần cuối cùng là tôi cấm cô được giao lưu với gà hàng xóm. Tôi cũng cấm anh. Đuổi một thư ký ra công ty đi. Vợ con cái gì mà sao tôi nói một câu là trả một câu. Đó. Anh đập nó đi. Cô đừng có thách tôi. Tôi thách anh. Anh đánh nó đi. Tôi nói anh biết nha. Ai là đàn ông mà đánh nó đi. Tất nhiên tôi là đàn ông rồi. Tôi không bao giờ đánh phụ nữ. Đánh đi. Nhưng mà cô đang ngâm thân sắc. Đâu. Tôi bảo sao tôi không có cãi lời với cô nữa. Tôi nói rồi. Từ nay về sau chuyện công ty của tôi, cô tuyệt đối không xen vào. Chị nha. Anh đừng xen vào.